12 tuổi đã theo cha học diễn và hóa trang tuồng. Từ đó, nghệ sĩ tuồng Nguyễn Kim Kê theo nghiệp diễn tuồng và công tác tại Rạp Lạc Xưa, nay là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ trên phố Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến nay tuổi đã ngoài 70, nhưng người nghệ sĩ này vẫn đang tâm huyết với những chiếc mặt nạ tuồng ngay tại chính ngôi nhà nhỏ của mình. Vai này là vai Đào Tam Xuân thì là cũng là một vai nữ trung thần. Đây là nhân vật nữ nhưng mà cô này là văn võ song toàn. Trung thần nó dùng màu đỏ với gương mặt trung thần nhiều hơn. Còn đây thí dụ như nhân vật này chúng tôi gọi là kép con, tức là con của Đào Tam Xuân, cũng những nhân vật này cũng là trung thần, nó dùng màu đỏ kết tinh vào khuôn mặt nhiều hơn là những nhân vật khác. Còn đây là nhân vật này là nhân vật Tạ Ôn Đình ở trong vở Sơn Hậu, cũng là của vở Đào Tam Xuân đấy, thì khuôn mặt nó đen, nó dằn di dữ tợn, nó mang tính chất là một tướng giỏi, giữ tướng nhưng mà lại có lòng phản, tức là muốn cướp ngôi vua. Đấy, cho nên mặt đen, dữ dằn, người ta gọi là mưu khương mặt phản thần. Mặt nạ của người biểu diễn và người biểu diễn nó đi đôi với nhau. Anh mặt như thế nào, tính cách biểu diễn nó phải gần như thế. Bây giờ những cái này nó thất truyền, cho nên là muốn giữ một cái văn hóa của mình để lại cho đời sau, giữ được cái đó là tính cách nhân vật như thế nào, mà nếu còn diễn tuồng phải có mặt nạ tuồng mới là thực sự của tuồng. Cốt mặt nạ làm bằng giấy bồi, ba lọ sơn trắng, đen, đỏ cùng chai nước để pha màu và vài chiếc bút lông, nghệ sĩ Nguyễn Kim Kê có thể sáng tạo được nhiều gương mặt nhân vật tuồng khác nhau với bốn tính cách chính: trung thần, gian thần, nịnh thần và phản thần. Nếu mà hóa trang thì người ta chỉ có dùng cái phấn hóa trang, tức là người ta bôi lên mặt, hỏng đâu có thể lau đi, sửa chữa được ngay. Nhưng đây bằng sơn, cho nên cứ lớp sơn này khô thì lại phải chờ nó khô mới vẽ được lớp khác. Mà đã là sơn, đụng vào đâu là nó chết đấy luôn, không thể sửa chữa được nữa. Trời mưa mà ẩm ướt thì cái sơn nó khó ăn lắm, nó cứ ẩm thành ra vẽ là nó không có hiệu quả. Nếu mà ai tinh ra sẽ nhìn thấy cách vẽ mặt của Trung Quốc khác, tức là vẽ theo hình khối, đen đen hẳn, trắng trắng hẳn, đỏ đỏ hẳn, như mặt nạ tuồng Việt Nam á. Đen không phải là đen hẳn một cục khối như thế này mà có sự đánh bóng thì nó có nét đậm, nét nhạt, nó làm cho mặt mình nó xa, nó rộng. Với mong muốn truyền đạt cho thế hệ trẻ những bí quyết của nghề, nghệ sĩ Kim Kê cũng đã nhận lời truyền dạy cách vẽ mặt nạ cho các khóa sinh viên học tuồng trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội để bảo tồn loại hình nghệ thuật tuồng truyền thống của Việt Nam.